hỏi là con em được hơn 16 tháng, thỉnh thoảng 1-2 tháng thì bé lại bị sổ mũi, không bị nóng sốt. Thì việc ngủ máy lạnh có ảnh hưởng gì đến việc bé bị sổ mũi hay không? Đấy là vấn đề là xuất tiết. Thì tôi mới nói rằng là khi chúng ta bị dị ứng thì sẽ có 4 giai đoạn: hắt hơi, chảy mũi, ngứa mũi và ngạt mũi. Thế thì cái việc mà bị lạnh quá thì cái cuốn mũi nó cũng sẽ, cái niêm mạc của đường hô hấp trên chẳng hạn, cái mũi nó sẽ xuất tiết ra cái dịch. Nhưng mà thường là khi ngủ máy lạnh ấy, thì nó sẽ bị khô, chứ còn nó không bị ướt, chứ còn nó không bị xuất tiết. Thì trong trường hợp mà bị lạnh quá, tức là bị viêm, viêm cấp, thì bao giờ cơ thể nó cũng sản xuất ra lại xuất tiết. Xuất tiết xong rồi thì phải xem là cái đấy nó có VA hay là không. Nếu mà chỉ chảy nước mũi trong đơn thuần thôi thì cái đấy cũng không có ý nghĩa gì, thì không ảnh hưởng gì cả. Và có thể cho cháu dùng thuốc nhỏ mũi co mạch Ochivin chẳng hạn, độ khoảng một vài ngày thôi. Và nếu mà cháu nó đau họng ăn uống thì cái thuốc xịt họng mà cơ chế mới như này, thì cái bình như này Junior chẳng hạn, Volanin Junior, thì nó xịt vào trong họng rất tiện. Bởi vì là trẻ con thì lại không có động tác xúc họng được, không dùng được các nước xúc họng, nhưng mà cái thuốc xịt họng này vào, nó xịt vào thì nó rất là tốt, nó làm dịu cái niêm mạc và nó hết viêm.